Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 3. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt giữ nhóm đột nhập 7 nhà người dân ở Gò Vấp trộm cắp tài sản. Người phụ nữ 50 tuổi ở Thủ Đức truy cập linh lạ, mất 1,8 tỷ đồng trong tài khoản. Đi nhặt ve chai phát hiện 52 kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Gò Công. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị buộc thôi học vì vi phạm quy chế. Xôn xao hai ô tô cùng gắn biển số xanh 38A1169, công an đang tạm giữ. Thanh tra một nhà máy của Kobayashi sau các ca tử vong liên quan men gạo đỏ. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 30 tháng 3. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Gò Vấp đã bắt giữ nhóm nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Những người trong nhóm này khai đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở Gò Vấp. Trước đó, công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo của nạn nhân về việc bị trộm cắp tài sản. Cụ thể, tối 22 tháng 3, người này khép cửa phòng riêng tại lầu 1 đi làm. Rạng sáng 23 tháng 3, phát hiện bị mất trộm tài sản như nhẫn, dây chuyền, đồng hồ trị giá hơn 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định 5 đối tượng nghi vấn. Ngày 28 tháng 3, công an quận Gò Vấp phối hợp với công an phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác định nhóm nghi phạm đang ở tại phường Dĩ An và đưa về trụ sở công an quận Gò Vấp để làm rõ. Tại cơ quan công an, người trong nhóm khai nhận toàn bộ hành vi. Cụ thể, rạng sáng 23 tháng 3, Dương Tấn Học, 24 tuổi, đi xe máy chở Nguyễn Ngọc Bình, 29 tuổi, đi từ Bình Dương đến quận Gò Vấp tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đến một căn nhà ở phường 12, quận Gò Vấp, Bình đột nhập vào trộm cắp tài sản, còn Học cảnh giới giữ xe. Sau khi đột nhập vào nhà, Bình trộm cắp tài sản rồi cả hai tẩu thoát. Tài sản trộm được, Học bán với giá 45 triệu đồng rồi chia nhau. Ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, người trong nhóm khai nhận trong tháng 3 năm 2024 đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân ở quận Gò Vấp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Vương Trọng, 33 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Tùng Dương, 29 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Thắng, 22 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an nhận được tố giác về tội phạm của bà H, 50 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức về vụ việc bị lừa đảo qua mạng. Cụ thể, ngày 24 tháng 1, bà H nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ công an, đề nghị bà H cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin. Sau đó, có một tài khoản Zalo kết bạn với bà H, tự giới thiệu là cán bộ công an và hướng dẫn bà H truy cập vào đường link giả mạo để cập nhật thông tin. Sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Qua điều tra, công an xác định số tiền hơn 1,3 tỷ đồng đã được những người lừa đảo ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau. Đối với các tài khoản thẻ tín dụng của bà H bị nhóm người là Trọng, Dương, Thắng sử dụng thanh toán mua hàng. Qua xác minh, công an bắt giữ được 3 thanh niên. Ngoài bà H, cùng thủ đoạn như trên, nhóm đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ngày 30 tháng 3, Công an xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là Hot Girl Bella để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Theo trình báo của ông Nguyễn Việt Anh ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, vào chiều 29 tháng 3, gia đình ông Việt Anh phát hiện chiếc xe máy dựng phía trong cửa hàng của gia đình biến mất. Cách hiện trường không xa, có một chiếc xe máy lạ gần đó với nhiều đồ đạc trên xe như chổi, nón, áo mưa, phích nước. Theo lời kể của con trai và gia đình ông Việt Anh trích xuất camera thì phát hiện khoảng 16h30 chiều 29 tháng 3, một người phụ nữ lạ lấy trộm chiếc xe máy của gia đình. Thời điểm này, vợ chồng ông Việt Anh không có ở cửa hàng mà chỉ có con trai nhỏ. Người phụ nữ lấy chiếc xe máy của ông trước sự chứng kiến của con trai. Tại thành phố Quy Nhơn, sáng ngày 30 tháng 3, sau lễ khai mạc giải vô địch thế giới đua thuyền máy nhà nghề UIM F1 H2O World Championship, 18 tay đua đã cống hiến cho khán giả một đại tiệc tốc độ trên đầm Thị Nại. Giải đua thuyền máy này là sự kiện nổi bật nhất nằm trong chuỗi sự kiện Amazing Bình Định 2024 và đây là chặng đua nước rút. Ở khúc cua đầu tiên, tay đua huyền thoại Jonas Andersen của đội Bình Định Việt Nam đã có pha xử lý rất mượt và vượt qua tay đua đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và sau đó thống trị luôn lượt đua trong niềm vui sướng của hàng ngàn khán giả có mặt tại Quy Nhơn.
có những thời điểm các thuyền đua tăng tốc và đạt tốc độ tối đa lên đến 270 km/h khiến khán giả ngây ngất. Tại thành phố Hà Tĩnh xuất hiện hai chiếc xe có cùng biển số xanh 38A1169 đậu trên vỉa hè. Người dân thấy sự việc bất thường nên đã dùng điện thoại ghi lại rồi đăng lên mạng xã hội làm xôn xao dư luận. Công an thành phố Hà Tĩnh đã tạm giữ hai ô tô này để xác minh, xử lý. Quá trình xác minh đã xác định ô tô Ford Laser 5 chỗ mang biển kiểm soát màu xanh 38A1169. Chủ xe trên đăng ký là Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hà Tĩnh. Trước đó vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, trung tâm này đã bán thanh lý xe nói trên cho bà Trần Thị Thanh Hoa, 36 tuổi, ngụ phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Quá trình bàn giao xe, Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ Việc làm Hà Tĩnh chưa thu hồi lại biển số xe. Đối với xe Toyota Hiace, loại 12 chỗ ngồi, gắn biển kiểm soát màu xanh 38A1169 là xe cũ của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. Có biển kiểm soát cũ là 37A1989, nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Xe đã làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số vào ngày 10 tháng 7 năm 2023, đã bán thanh lý cho ông Hoàng Văn Hòa ở xã Hương Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau đó, ông Hoàng Văn Hòa đã bán lại chiếc xe nói trên cho người đàn ông tên Tuấn. Được biết, gia đình ông Tuấn, bà Hoa chuyên làm nghề thu mua xe cũ, xe thanh lý, xe bán phế liệu. Ông Tuấn trình bày có sử dụng thêm một biển số 38A1169 lắp vào xe Toyota Hiace để phục vụ khách xem xe, trao đổi mua bán, chứ không phải với mục đích tham gia giao thông. Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đã tạm giữ hai xe để làm rõ. Khuya 29 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị buộc thôi học, kèm bức ảnh chụp danh sách các sinh viên bị buộc thôi học. Đối với sinh viên hệ chính quy, vi phạm quy chế học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024, trong đó có tên Bùi Quỳnh Hoa. Sáng ngày 30 tháng 3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Hùng, Phó trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học và hợp tác quốc tế Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin trên là chính xác. Ông Hùng cho biết, sinh viên Bùi Quỳnh Hoa trúng tuyển ngành đạo diễn điện ảnh khóa 12A, Đại học Chính quy. Tuy nhiên, sau khi nhập học, sinh viên này bỏ trắng nguyên học kỳ 1 năm học 2023-2024. Theo quy chế đào tạo Đại học Chính quy, trường hợp này thuộc diện buộc thôi học do vi phạm quy chế học tập. Do vậy, ngày 26 tháng 3 vừa qua, hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định buộc thôi học sinh viên Quỳnh Hoa, lớp Đại học Đạo diễn điện ảnh K12A. Bùi Quỳnh Hoa từng theo học Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nhưng nghỉ học vì đi thi Hoa hậu. Sau đó, cô thông báo theo học ngành đạo diễn điện ảnh, truyền hình của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 3, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã bắt một nhóm 3 thanh niên dùng hung khí đe dọa cướp tài sản của người đi qua đèo Prenn Đà Lạt. Theo điều tra, vào tối 27 tháng 3, Nguyễn Đức Nam, 22 tuổi, đã rủ Bùi Xuân Bắc, 24 tuổi và Trần Văn Tâm, 18 tuổi, ra đèo Prenn phục kích người đi đường cướp tài sản. Khoảng 23 giờ 40 tối 27 tháng 3, thấy hai cô gái đi xe máy di chuyển xuống đèo Prenn, cả nhóm dùng xe máy đuổi theo. Đến đoạn đường vắng, ba thanh niên áp sát xe của hai cô gái, dùng hung khí uy hiếp để cướp hai chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Công an đã tìm thấy nhóm cướp tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt khoảng 40 km. Cũng trong ngày 30 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang xác nhận cơ quan công an đang điều tra việc một người dân phát hiện số lượng lớn gói nghi ma túy trôi dạt vào vùng biển Gò Công. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 3, ông H, 49 tuổi, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, đi nhặt ve chai tại khu vực đê biển Gò Công thì phát hiện một túi ni lông màu đen nên mở ra xem. Bên trong túi chứa nhiều gói hình chữ nhật, bên ngoài bọc kín bằng băng keo xám. Sau khi phát hiện, ông H tiếp tục đi nhặt ve chai rồi về nhà. Đến khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 3, ông H tiếp tục đến khu vực trên để nhặt ve chai thì thấy các gói hình chữ nhật vẫn còn nên đã lấy một gói đến cơ quan công an trình báo. Tại hiện trường và tìm kiếm xung quanh, cơ quan công an phát hiện 40 gói hình chữ nhật, mỗi gói trọng lượng khoảng 1 kg. Đến sáng ngày 30 tháng 3, cơ quan công an phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang mở rộng phạm vi tìm kiếm trên vùng biển Gò Công thì phát hiện thêm 12 gói hình chữ nhật tương tự như trên. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Khoảng 7 giờ 30 ngày 30 tháng 3, xe tải biển số Quảng Ninh đi trên quốc lộ 4D khi tới địa phận thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai thì lao xuống vực sâu khoảng gần 100 mét.
Tại hiện trường, chiếc xe biến dạng, nhiều đồ đạc văng ra ngoài. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Sapa cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, trên ô tô có 4 người. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải vỡ nát, trong số 4 nạn nhân bị thương có 1 người bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, công an tỉnh Lào Cai và các lực lượng chức năng đã xuống hiện trường tổ chức cứu nạn. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa. Cơ quan chức năng cũng xác định phương tiện trên đang trên đường chở đồ đi tổ chức sự kiện. Người dân thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng xe ba gác, xe lôi tự chế, xích lô đẩy chở hàng cồng kềnh, sắt thép, tôn quá khổ vẫn tung hoành trên đường phố sau nhiều lần lực lượng chức năng ra quân xử lý. Không ít vụ tai nạn thương tâm liên quan những xe này đã xảy ra và hiểm họa vẫn chực chờ mỗi khi ra đường. Sáng ngày 30 tháng 3, trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều xe ba gác chở sắt thép, tôn dài chạy trên đường. Người dân không dám chạy gần, thấy những xe này chạy ngang phải tránh xa. Một cán bộ đội cảnh sát giao thông của một đội ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những người chạy xe ba gác, xe lôi tự chế, chở hàng cồng kềnh nguy hiểm thường được chủ cơ sở vật liệu xây dựng, cơ sở bán sắt thép cho thêm tiền mỗi lượt chở nên họ bất chấp nguy hiểm. Những tài xế này lúc bị chặn lại thường than nghèo kể khổ để mong được bỏ qua nhưng buộc phải xử lý. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với thông tin Bộ Y tế Nhật Bản thanh tra một nhà máy của Kobayashi sau các ca tử vong liên quan men gạo đỏ. Cho đến nay, Kobayashi đã báo cáo tổng cộng 5 trường hợp tử vong, hơn 110 người nhập viện nghi liên quan đến sản phẩm bổ sung men gạo đỏ. Ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế và chính quyền địa phương đã kiểm tra một nhà máy của công ty dược phẩm Kobayashi ở Osaka. Nhà máy ở miền Tây Nhật Bản, nơi sản xuất thành phẩm của sản phẩm bổ sung trên, đã đóng cửa vào tháng 12. Tuy nhiên, Bộ Trên và chính quyền địa phương đã quyết định kiểm tra ngay tại cơ sở này trong bối cảnh lo ngại về các vấn đề sức khỏe ngày càng gia tăng liên quan đến các sản phẩm của Kobayashi có chứa men gạo đỏ Benikoji. Tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 3, Kobayashi cho biết cuộc kiểm tra của công ty đã tìm thấy buberulic acid trong các sản phẩm gạo men đỏ, một hợp chất tự nhiên được sinh ra từ nấm mốc xanh mà công ty trước đó không dự đoán xuất hiện trong sản phẩm của mình. Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, buberulic acid là một chất kháng khuẩn và chống sốt rét mạnh có thể gây độc. Tiếp theo là thông tin về bom lượng của Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, các lực lượng Nga đã gia tăng đáng kể những cuộc tấn công bằng bom lượng vào các vị trí trên chiến trường Ukraine trong năm 2024. Chiến thuật rải thảm bom lượng cũng được ISW đánh giá đã đạt hiệu quả trong chiến thắng của Nga ở thành phố chiến lược Avdiivka hồi tháng 2 vừa qua. Hôm 27 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, trong vòng 6 ngày từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 3, Nga đã thả tổng cộng 700 quả bom lượng xuống nước này. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định nắng nóng ở Nam Bộ vẫn tiếp diễn, còn với các khu vực khác, vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Riêng Tây Nguyên, vài nơi có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong khi đó, khu Tây Bắc Bộ, vài nơi có nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, ở vùng núi phía Tây, có nơi nắng nóng. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 27 đến 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 31 đến 35 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.